ta sẽ tập một bài cho khớp hông, tạo một vòng cung nhẹ nhàng. Điều bạn sẽ làm là khi tôi muốn bạn nhấc chân lên, nhớ tập trung, bạn chỉ cần nhấc lên một chút thôi. Thế là được, thấy không? Và hạ xuống, rất đơn giản. Tuyệt lắm, lần nữa, hít vào, nhấc lên. Và hạ xuống. Nào, ta có thể làm 5 lần nữa chứ, lên và xuống, thấy không? Chỉ như ta muốn hướng bàn chân lên phía trần thôi. Nào, nâng lên, hạ xuống, rất dễ dàng, 4 lần nữa, nâng lên, hạ xuống. Và tôi muốn bạn làm thêm điều này nữa, hít thở, hít vào, thở ra, nhớ kết hợp chúng. Và bạn sẽ thấy trí não mình trở nên cực kỳ khỏe mạnh. Lại nào, nâng lên, hạ xuống, tốt lắm, một lần nữa, lên, và giữ thế. Trong 10 giây, 9, 8, 7, 6, 5, cô thấy thế nào? 4, 3, bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt vời, không còn căng nữa, hạ xuống, cứ thư giãn nào. Cúi xuống hai tay lần nữa, nghỉ ngơi nha. Bạn thấy không? Cứ tập, hãy cố gắng một chút, vượt qua bản thân mình. Và tôi muốn nhắn cho bạn điều này. Đừng cứ nghĩ mình mệt. Lúc bạn nghĩ mình mệt, mệt, bạn sẽ mệt thật đấy. Và tôi muốn bạn, khi mệt mỏi vào buổi chiều, đừng nói mệt mà hãy nói, tôi muốn nghỉ ngơi, tôi muốn thư giãn. Đó, rất tuyệt đấy. Nào, ta tập với chân trái. Cong chân trái một chút, nhẹ nhàng, giữ bàn chân ngang thế. Hít vào, nhấc lên như muốn chạm đến trần ấy. Và hạ xuống, tốt lắm, hít vào, nâng lên. Và hạ xuống, tốt lắm, hít vào, hạ xuống, hít vào, hãy cảm nhận nào. Hạ xuống, tốt lắm, hít vào, cảm nhận sức mạnh nơi xương hông. Và hạ xuống, bạn có thể cảm nhận cơ đang mạnh dần lên, và cũng tốt nếu bạn săn mông lại. Hạ xuống, hai lần nữa, hít vào, cảm nhận nơi xương, và hạ xuống, một lần nữa, lên, giữ nguyên đó. 10 giây, nhớ hít thở, cứ hít thở. 8, 7, 6, chân bạn thế nào rồi? Nó có rung rẩy không? Bạn mệt không? Hay bỏ xuống rồi? Đừng bao giờ bỏ xuống. Nào, nhấc lên nhé, nhấc lên. Giữ đó, tốt lắm. 4, 3, 2, tốt, và hạ xuống, lại hạ xuống, thả lỏng, tiếp tục hít thở. Một nhịp nữa. Tuyệt vời, từ từ ngẩng đầu lên, đặt tay thế này, và từ từ quỳ lên trên tứ chi. Tứ chi, và từ từ chuyển sang tư thế đứa trẻ. Bạn biết thế đứa trẻ đó rất tốt, tuyệt vời. Cứ hít thở đầu cúi xuống, tuyệt lắm. Bây giờ, bạn từ từ ngồi dậy. Nào, bây giờ ta sẽ tập một kỹ thuật thở. Rất đơn giản, nhưng nó sẽ giúp thông thoáng trí óc, đẩy chất độc ra ngoài, có được không? Hãy ngồi lên khăn. Rất đơn giản, và bạn sẽ thoải mái hơn nhiều. Ngồi cao lên, thế này. Hai chân bắt chéo. Tôi muốn bạn tập kỹ thuật thở này. Nó gọi là Basikra, hít thở bằng bụng. Hít thở như thế này sẽ giúp tống độc ra ngoài, thanh sạch trí óc và giúp tạo hơi nóng trong cơ thể. Nhưng đừng tập kỹ thuật này trước khi đi ngủ. Buổi chiều cũng được, khoảng 9 giờ. Bạn có thể tập vài lần. Nào, bây giờ đặt tay phải ngay đây, trên bụng. Đặt tay trái thế này. Và bạn sẽ hít vào, đẩy bụng tới trước, và khi thở ra, ép bụng vào xương sống. Như thế đó, nào, hít vào, thở ra, hít vào. Tôi muốn bạn cảm nhận, thở ra,
hít vào, thở ra. 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 Khi hít vào, bụng đẩy ra. Thở ra, bụng hóp vào. Hít vào, thở ra. Tập 10 lần nữa. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Nào bây giờ ta sẽ thở chậm hơn. Thở mà không phát ra tiếng. Tập càng lâu càng tốt. Nó rất tốt cho tim bạn, tốt cho trí óc bạn, cho não bộ. Xin chào.